Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2023 với những nội dung chính sau đây. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, chiều qua, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Huỳnh Quốc Việt ghi nhận đóng góp quan trọng của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sông Đốc trong công tác giữ gìn bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biển đảo và biên giới đất liền, luôn đồng hành và hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt đề nghị thời gian tới, bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại các xã ven biển, đơn vị cần duy trì chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu, tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh. Nhân dịp xuân về, đồng chí Huỳnh Quốc Việt tặng phần quà chúc cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sông Đốc cùng gia đình năm mới bình an, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chiều cùng ngày, đồng chí Huỳnh Quốc Việt đến thăm tặng quà Tết cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Liên ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết cán bộ hưu trí và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Cà Mau. Đoàn đã đến thăm chúc Tết đồng chí Mai Thanh Ân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đến thăm chúc Tết Bệnh viện Quân dân y, Bệnh viện Công an tỉnh và Hội thánh Cao đài Minh Chân Đạo. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện ghi nhận đánh giá cao kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm qua, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ nhân dân trong tỉnh. Tại các nơi đến, đồng chí Trần Văn Hiện gửi tặng một phần quà cùng lời chúc đến tập thể lãnh đạo, công nhân viên, người lao động của hai đơn vị bệnh viện và tín đồ Hội thánh Cao đài Minh Chân Đạo năm mới vui tươi, an lành, hạnh phúc. Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sáng nay, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã đến trao 300 xuất quà cho người nghèo trong tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện trực tiếp tiếp nhận những phần quà trên. Đồng chí Trần Văn Hiện trân trọng cảm ơn lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã dành sự quan tâm, trao tặng những phần quà ấm áp và đầy nghĩa tình đến với hộ nghèo trong tỉnh. Nhân dịp năm mới, chúc công ty hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng thành công, phát triển, tiếp tục đồng hành với tỉnh trong công tác an sinh xã hội. Cũng trong sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Dương Thanh Bình phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao 400 xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Nhân chuyến thăm tặng quà Tết tại Cà Mau, đồng chí Dương Thanh Bình trao 100 phần quà của Tổng Liên đoàn Lao động cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất gồm tiền mặt 1 triệu đồng và phần quà 300.000 đồng. Ngoài ra, đồng chí Dương Thanh Bình còn vận động Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tài trợ 300 suất quà. Cụ thể, đồng chí đến trao 60 suất cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Tân Hương Đông, huyện Cái Nước, trao 150 suất quà tại huyện Trần Văn Thời. Các phần quà còn lại sẽ được chuyển về các địa phương trao tận tay cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tại các nơi đến, đồng chí Dương Thanh Bình mong muốn bà con phấn đấu thi đua lao động sản xuất, sớm vượt qua khó khăn và thành công hơn trong năm mới. Trước đó và hôm qua, huyện Ngọc Hiển thành lập đoàn đến thăm và chúc Tết cán bộ hưu trí, nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các nhiệm kỳ. Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo huyện ân cần thăm hỏi sức khỏe, thông tin đến các đồng chí về những thành tựu đạt được của huyện trong năm 2022, đồng thời mong muốn các đồng chí hưu trí sẽ tiếp tục giáo dục thế hệ con cháu, giữ gìn truyền thống cách mạng, đóng góp những ý kiến hay, hỗ trợ đắc lực để chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp năm mới, đoàn gửi tặng mỗi gia đình phần quà cùng lời chúc năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nam Cang phối hợp với huyện đoàn Nam Cang tổ chức chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân biển, trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong sáng nay. Tại chương trình, các đơn vị đã trao 52 phần quà với tổng trị giá trên 17 triệu đồng. Trong đó, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nam Cang trao 10 phần quà, huyện đoàn Nam Cang trao 10 phần quà, xã đoàn Đất Mới 20 phần quà.
Ngoài ra, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Nam Căn còn trao 3 suất học bổng nâng bước em tới trường và tặng 22 phần quà bằng tiền mặt cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh. Trước đó, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Nam Căn cũng phối hợp với huyện Đoàn Nam Căn, xã Đoàn Đất Mới, tổ chức gói trên 50 cái bánh chưng bánh tét để tặng cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Quý vị thân mến, các loại khô là món ăn không thể thiếu trong ẩm thực ngày Tết cổ truyền. Từ tháng 12 âm lịch, phụ nữ thành phố Cà Mau đã tất bật làm các loại khô để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Từ sáng sớm, 7 lao động tại cơ sở sản xuất khô Úc Bạch ở ấp 5, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau đã tất bật làm khô thịt heo. Theo chị Cao Thị Bạch, chủ cơ sở khô Úc Bạch, khô thịt heo dễ ăn, giá cả khá bình dân nên được khách hàng ưa chuộng, nhờ đó bán được quanh năm. Tuy nhiên, Tết là thời điểm tiêu thụ mạnh nhất nên cơ sở tăng công suất hoạt động. Cái thịt heo khô của mình năm nay thì thấy mình đạt được OCOP á, thì nó có thương hiệu đó, mình bán thấy nó tốt hơn những năm khác. Hiện thời thì người ta đặt cũng nhiều lắm, tại vì mặt hàng của mình đó, người ta biếu rồi này nọ, người ta không ngại nữa, tại vì nó biết nguồn xuất xứ. Mỗi nơi có cách ướp riêng tạo nên sự khác biệt về hương vị và thương hiệu khô thịt heo. Khô thịt heo Úc Bạch đã có mặt trên thị trường hơn 10 năm, năm nay tự hào vì sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP. Mỗi dịp Tết, cơ sở khô Úc Bạch cung cấp cho thị trường từ 1 tấn đến 1,2 tấn khô thịt heo, giá bán từ 340.000 đồng đến 400.000 đồng một ký. Bình quân 2,5 kg thịt heo tươi sẽ cho ra 1 ký thịt heo khô. Sau khi trừ chi phí, mỗi ký thịt heo khô, chị Bạch còn lời từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng. Thị trường tiêu thụ khô thịt heo của cơ sở Úc Bạch là người dân địa phương, khách sỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Sóc Trăng, các dịp hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh. Ngoài làm khô thịt heo, cơ sở của chị Bạch còn làm tôm khô, khô các loại để cung cấp cho thị trường. Cũng trên địa bàn ấp 5, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, chị Nguyễn Hằng Ni đã có trên 3 năm kinh nghiệm làm tôm khô, cá khô, lạp xưởng bán trong dịp Tết. Nguyên liệu được chọn còn tươi sống, về làm sạch hoặc luộc chín, tẩm ướp gia vị rồi mới phơi khô, đóng gói. Dạ, em làm tôm khô này được 3 năm. Hàng năm thì em luộc khoảng vài trăm ký vậy. Còn em làm thì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bình quân mỗi dịp Tết, chị Hằng Ni cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh khoảng 500 ký tôm khô các loại, chủ lực là tôm khô. Hiện tôm khô loại lớn có giá từ 1 triệu 200 ngàn đồng đến 1 triệu 300 ngàn đồng một ký. Tôm khô loại nhỏ có giá từ 650.000 đồng đến 800.000 đồng một ký. Mỗi ký tôm khô chị Ni lời khoảng 100.000 đồng sau khi trừ chi phí. Nhờ nghề làm khô mà chị Ni trang trải, mua sắm đầy đủ hơn trong dịp Tết. Thì các chị hiện nay cũng đang gấp rút là chuẩn bị các mặt hàng, ví dụ như là khô, bánh mứt để cung ra cho thị trường để đón dịp Tết năm Quý Mão này. Trên địa bàn xã Tân Thành hiện có 2 tổ làm bánh mứt và làm khô các loại. Bình quân mỗi dịp Tết, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã cung cấp cho thị trường từ 400 kg đến 500 kg bánh mứt và hơn 2 tấn khô các loại. Chủ yếu là khô heo, tôm khô, khô cá lóc, khô cá phi. Các sản phẩm không chỉ đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, ngon miệng mà còn góp phần lưu giữ giá trị văn hóa ẩm thực vùng quê Nam Bộ trong ngày Tết. Điều đáng mừng là sản lượng bánh mứt khô của các chị làm ra năm sau luôn được thị trường tiêu thụ nhiều hơn năm trước. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Cà Mau vừa tổ chức tổng kết 3 năm triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ và giảng viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 và triển khai mô hình tổ hòa giải ở cơ sở năm tốt gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2022. Nhiều kết quả hết sức thiết thực mang lại qua triển khai đề án và mô hình. Thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ và giảng viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để nâng cao năng lực đội ngũ và giảng viên ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở. Đến nay, có 100% tổ hòa giải và hòa giải viên được bổ sung củng cố kiện toàn theo quy định, 100% hòa giải viên được tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ. Riêng thực hiện chỉ đạo mô hình điểm để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở,
Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp xây dựng và triển khai mô hình tổ quà giải cơ sở năm tốt gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2022 tại 3 đơn vị chỉ đạo điểm của tỉnh với 21 tổ và 147 quà giải viên. Trong quá trình hoạt động, hầu hết quà giải viên là những người có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu văn hóa, phong tục tập quán ở địa phương, có khả năng vận động thuyết phục người dân chấp hành pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác quà giải cơ sở. Em phải xem xét mình đi khảo sát coi coi nó cái sự vụ nó xảy ra thế nào đó. Cũng như mình đi thăm hỏi các xóm về bà con cái sự vụ xảy ra sao đó. Đó, như vậy mình giải quyết mới thành, chứ không thể mình buông ra mà mình giải quyết được. Đảng ủy, ủy ban và Mặt trận Tổ quốc đi sâu chú trọng vào cái công tác hòa giải này là nó sẽ thành công. Mà nhất là trong cái thời kỳ vừa rồi đó, là cái hòa giải năm tốt mà đưa ra đó, thì tôi thấy rằng cái mô hình này cần nhân rộng hơn. 3 năm qua, các tổ quà giải trong toàn tỉnh tiếp nhận gần 7.500 vụ việc, quà giải thành đạt tỷ lệ hơn 81%. Riêng các tổ quà giải năm tốt đã tiếp nhận quà giải 110 vụ việc, quà giải thành đạt tỷ lệ hơn 86%. Số lượng quà giải thành năm sau cao hơn năm trước, cụ thể như năm 2019, quà giải thành đạt 77,2%, năm 2020, quà giải thành đạt 92,3%. Qua đó, làm giảm số lượng việc tranh chấp phải khiếu kiện đến tòa án. Số vụ việc tranh chấp ra Ủy ban Nhân dân cấp xã giảm đáng kể, chủ yếu các vụ việc tranh chấp đất đai phải thành lập hội đồng hòa giải theo quy định luật đất đai. Thực tế cho thấy, nơi nào có sự quan tâm đúng mức thì nơi đó hoạt động hòa giải thiết thực, hiệu quả. Hàng năm thì coi như là cuối năm là tổng kết gắn với cái công tác tư pháp, có đề xuất coi như là Ủy ban dân huyện là khen thưởng riêng cho cái hòa giải cơ sở. Đặc biệt là năm nay là tổng kết cái đề án thì chúng tôi cũng đề xuất là Ủy ban dân huyện và được khen thưởng là cho 5 tập thể và 10 cá nhân có cái thành tích tiêu biểu trong cái thực hiện cái công tác này. Theo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, qua 3 năm triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ quà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 cho thấy một số hạn chế cần khắc phục, đó là luật quà giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định trình tự, thời hạn thực hiện quà giải vụ việc cụ thể, nên trong quá trình thực hiện các tổ quà giải còn lúng túng. Khả năng cân đối ngân sách của một số địa phương còn hạn chế, nên kinh phí dành cho công tác quà giải cơ sở từng lúc từng nơi chưa đáp ứng. Kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc, rồi động viên tinh thần, rồi định hướng quà giải. Thì cái này được một số nơi chúng ta cũng còn làm được. Bên cạnh đó thì như nói cái kinh phí hỗ trợ cho quà giải viên thì nó còn thấp. Chủ yếu của chúng ta trên cơ sở là tinh thần trách nhiệm. Để nâng cao chất lượng quà giải trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau tiếp tục củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng tổ quà giải và quà giải viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, Sở Tư pháp kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quà giải cơ sở, nâng cao tính chủ động của tổ quà giải và quà giải viên để kịp thời đưa ra quà giải các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở. Các đồng chí làm công tác hòa giải viên ở cơ sở đó thì vì trách nhiệm, vì nỗ lực tìm ra nhiều giải pháp và sáng kiến mới trên cơ sở quy định của pháp luật để thực hiện công tác hòa giải cơ sở ở địa phương mình, trên địa bàn của mình quản lý, làm sao cho nó xác thực, nó có hiệu quả. Mà muốn làm cái công tác đó xác thực và có hiệu quả đó, thì các đồng chí phải sâu sát, phải nắm tình hình trong dân, từ cái phát sinh ở của tổ chức, của cá nhân mới phát sinh thì chúng ta biết cái vụ việc đó là chúng ta kịp thời đưa vào kế hoạch thông qua các cấp ủy chính quyền địa phương. Thì chúng ta có kế hoạch đó là tổ chức ra hòa giải. 3 năm qua, hoạt động hòa giải cơ sở thể hiện rõ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Công tác này không chỉ là phương thức giải quyết hiệu quả các tranh chấp, mà còn là một phương thức phổ biến giáo dục pháp luật thiết thực,
nhằm giữ gìn, duy trì đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư, hướng tới xây dựng một xã hội đồng thuận, đoàn kết, cùng thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt vị trí điểm dừng đón trả khách cho xe hoạt động theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh. Quyết định mới ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2022, thay thế cho quyết định vào ngày 15 tháng 8 năm 2014. Theo đó, trên tuyến quốc lộ 1 từ xã Tắc Dân đến thị trấn Nam Căn có 9 điểm dừng đón trả khách bên phải tuyến và 9 điểm dừng đón trả khách bên trái tuyến. Trên tuyến quốc lộ 63 từ cống Tranh Hạc xã Trí Phải giáp ranh với tỉnh Kiên Giang đến thành phố Cà Mau có 5 điểm dừng đón trả khách bên phải tuyến và 5 điểm dừng đón trả khách bên trái tuyến. Tuyến đường hành lang ven biển phía Nam từ ngã ba giao với đường Võ Văn Kiệt đến giáp ranh tỉnh Kiên Giang có 8 điểm dừng đón trả khách bên phải tuyến và 8 điểm dừng đón trả khách bên trái tuyến. Tuyến đường Quảng lộ Phụng Hiệp có 1 điểm dừng đón trả khách bên phải tuyến và 1 điểm dừng đón trả khách bên trái tuyến. Tuyến đường từ bến xe khách Cà Mau đến thị trấn Sông Đốc có 8 điểm dừng đón trả khách bên phải tuyến và 8 điểm dừng đón trả khách bên trái tuyến. Mặc dù là điểm cực nam của Tổ quốc, trong những năm qua, nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, nên địa bàn tỉnh Cà Mau đã không để xảy ra các hành vi vi phạm về pháo nổ. Trong những ngày cuối năm, Công an tỉnh đã chủ động tăng cường các biện pháp, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, nhằm phát hiện, ngăn chặn, quyết tâm không để xảy ra bất cứ trường hợp nào liên quan đến pháo nổ. Đây là những hình ảnh của lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau thực hiện trong những ngày qua để phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo trong dịp Tết Quý Mão năm 2023. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau đã chủ động phối hợp với Công an thành phố Cà Mau, Công an phường, xã đến tận các cơ sở kinh doanh bánh kem, điện gia dụng, tạp hóa, cửa hàng trang trí để vận động tuyên truyền. Hơn 100 cơ sở ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết. Thì đã vận động được cái hai cơ sở là giao nộp, trong đó là giao nộp được 80 cái ống pháo là qua phục cầm tay và 21 cái ống pháo qua đăng. Thì nhìn chung thì các cái hộ kinh doanh và người dân ở trên địa bàn tỉnh thì nói chung đã hiểu cơ bản về cái nội dung quy định về pháo ở cái nghị định 137, nên trong cái quá trình kiểm tra thì chưa phát hiện vi phạm. Là một trong những điểm chợ lớn, vào những ngày giáp Tết, lượng hàng hóa tập trung về chợ Thái Bình rất lớn. Chính vì vậy, Công an huyện đã phối hợp cùng Ban Quản lý chợ tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là các tiểu thương phân biệt các loại pháo nổ bị nghiêm cấm, pháo được phép sử dụng và cho các hộ này ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết. Mình đã cam kết với nhà nước rồi, là chỉ có pháo mà để ăn bánh sinh nhật, pháo nó sệt sệt, pháo không gây ra tiếng nổ. Đó, đã mình đã có cam kết nhiều lần ra là không có dám, mình sai là phải bị phạt chết luôn á. Song song với công tác kiểm tra, lực lượng công an tỉnh còn tăng cường công tác tuyên truyền về các hành vi vi phạm liên quan về pháo, trong đó tập trung tuyên truyền các hộ gia đình có người thân ở các địa phương khác, địa bàn có khu vực giáp ranh với biên giới. Phối kết hợp với các đơn vị, các ngành chức năng tại cấp xã, tổ chức cho các hộ dân trên địa bàn mình cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép các loại pháo. Phấn đấu 100% các hộ dân không vi phạm về pháo trong dịp Tết Quý Mão năm 2023. Kêu gọi người dân phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm về pháo đến cơ quan chức năng để chúng tôi phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo quy định. Không những tại các khu vực chợ nơi tập trung đông dân cư, Công an các huyện còn chủ động phối hợp lực lượng biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ra vào cửa biển, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo vào địa bàn tỉnh. Với quyết tâm không để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.